Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Việt Nam và quay trở lại với video của Eman. Thì ở trong video ngày hôm nay, Eman sẽ chia sẻ với anh chị một cái cơ hội đầu tư ngắn hạn, một cái cổ phiếu anh chị có thể là tham gia một cái nhịp T cộng anh chị ha. Đó thì cổ phiếu ngày hôm nay, ở trong video ngày hôm nay, Eman muốn chia sẻ tới anh chị, đấy là cổ phiếu Dabaco anh chị nha. Một cổ phiếu mà ở trong cái nhịp vừa rồi thì anh chị đã thấy được rằng là Dabaco nó là một cái cổ phiếu mà rất là khỏe, tăng rất là mạnh so với VN-Index, đúng không ạ? Nó khỏe hơn thị trường rất là nhiều. Nó đã có những tín hiệu vượt đỉnh ngắn hạn rồi và hiện tại thì đang có những cái đà chững lại. Đó thì cụ thể như thế nào, vì sao chúng ta mua cổ phiếu Dabaco thì em An sẽ chia sẻ cho anh chị ở trong video này mọi người nha. Anh chị đang theo dõi thì có thể là hãy cố gắng ủng hộ cho em An những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở dưới phần bình luận, cũng như là anh chị nào mà chưa subscribe kênh thì mọi người hãy cố gắng là subscribe ủng hộ cho Eman và anh em trong câu lạc bộ ITP anh chị nhá. Đặc biệt là cho Eman xin được 30 giây nữa, đúng không ạ? Thì hiện tại câu lạc bộ ITP và Eman đã chính thức công tác tại công ty chứng khoán SSI anh chị nhá, một công ty top 1 của Việt Nam. Đó, một công ty vốn hóa lớn nhất ở trên sàn chứng khoán của Việt Nam và cũng là một công ty hình thành lâu đời nhất rồi. Đó thì hiện tại thì anh chị đã nhìn thấy trên màn hình thì Eman đã có ID là 2770. Đó thì anh chị mà yêu quý Eman cũng như là câu lạc bộ ITP thì anh chị có thể là liên hệ với Eman, kết nối với Eman qua số điện thoại trên màn hình đó, để chúng ta có thể là đồng hành cùng nhau. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người những cái thao tác để anh chị có thể mở tài khoản ở SSI đó, những cái thao tác rất là đơn giản thôi và hoàn toàn online đó. Hoặc là anh chị có thể quét luôn cái mã QR code ngay trên màn hình đây đó anh chị nha, mã QR code ở bên dưới cái ID của Eman đó. Thì Eman sẽ hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người, cơ cấu danh mục lại cho anh chị, tìm kiếm những cổ phiếu khỏe và chọn lựa cho anh chị những cái điểm mua bán nó phù hợp và nó an toàn nhất đó anh chị nha. Rồi ok, thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trước tiên thì em sẽ điểm qua một chút về VN-Index anh chị nhé, đi nhanh một chút thôi để anh chị có thể là có đi cái góc nhìn nó tổng quát nhất anh chị nhé. Thì về VN-Index anh chị thấy là chúng ta đã vẽ một cái biên ở đây rồi đúng không ạ, và với cái việc mà VN-Index nó vẫn đang giữ được những cái vùng hỗ trợ này đó, giữ được những cái vùng hỗ trợ rất quan trọng này, thì khả năng là VN-Index của chúng ta nó sẽ có những tín hiệu tích lũy quanh những cái vùng này, quanh những biên này, khi mà nó test lại những vùng đỉnh cũ với một cái vùng mà khối lượng nó khá lớn như này thì khả năng cao là VN-Index của chúng ta nó sẽ tạo ra những cái vùng mà tái tích lũy trở lại đó. Và những cái vùng tái tích lũy này thì cái dòng tiền nó sẽ tìm đến những cổ phiếu riêng lẻ anh chị nha, mọi người lưu ý giúp em của vấn đề này đó. Thì dòng tiền sẽ tìm đến những cổ phiếu riêng lẻ nó có câu chuyện và nó giữ được những cái trend tăng cực kỳ tốt đó. Cho nên là trong những cái phiên vừa rồi thì em An vẫn chia sẻ với mọi người là giai đoạn hiện tại là những giai đoạn mà chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện riêng và nó thu hút được dòng tiền đấy mọi người nha. Thì với những cái diễn biến như vậy thì chúng ta có hai kịch bản chính thôi. Một cái kịch bản là VN-Index của chúng ta nó sẽ đi quanh cái biên này, có những cái nhịp rung lắc quanh biên này đó, thì đây cũng là một cái cơ hội để cho anh chị có thể tìm kiếm những cái cổ phiếu có nó khỏe ở thị trường và nó rung lắc nó về những cái vùng mua đúng không ạ. Đó, còn một cái kịch bản thứ hai là có thể là VN-Index chúng ta nó sẽ vượt lên những vùng phá được cái vùng này này và nó đi lên đó. Thì hiện tại thì nếu mà nó vượt nó phá những vùng này nó đi lên ấy, thì anh chị nhìn thấy là hai cái đường T can Kijun ở đây ấy, thì nó cũng chưa được quá sát nhau, cho nên là cái lực tăng nó cũng sẽ chưa phải là quá mạnh. Rồi bên cạnh đấy thì cái vùng nền tích lũy này thì nó cũng chưa phải quá dài, chúng ta mới được 2 4 6 8 9 phiên thôi đúng không, nó cũng chưa cần phải quá dài, nó cũng chưa được quá dài. Thì nếu mà nó đi lên vượt đỉnh ấy, thì em nghĩ là chúng ta có thể là sẽ test đỉnh cũ này, hoặc là có thể khỏe thì sẽ lên được vùng 1.300 đến vùng 1.320, sau đấy là nó sẽ có nhịp quay lại test thôi anh chị nhá. Đấy là kịch bản đi lên đúng không ạ. Thì về cơ bản hai kịch bản này thì em nghĩ là chúng ta vẫn có những cái cơ hội để anh chị có thể chọn lựa những cổ phiếu để anh chị đánh T cộng rất là đẹp, kể cả kịch bản ngày mai nó vượt lên đúng không ạ, thì chúng ta vẫn có một cái nhịp có thể đánh lên đỉnh cũ hoặc thậm chí là 1.300, 1.320 vẫn là những cái nhịp mà anh chị có thể đánh cái cổ phiếu T cộng tương đối là đẹp đó mọi người nha. Thì trên cái quan điểm đấy chúng ta sẽ có cổ phiếu Dabaco. Như anh chị biết thì ở trong room của Eman thì những cái nhịp mà vừa rồi thì cũng đã nhắn cho anh chị nhà đầu tư chúng ta đảo cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu mà
nó có thể nó bị kẹp trong giai đoạn vừa rồi ấy, đúng không? Những cái nhịp giảm vừa rồi có một số cổ phiếu mà anh chị nhà tư bị kẹp, nó gãy nó yếu, thì em An cũng đã cho đảo sang nhắn cho anh chị nhà tư đảo sang Dabaco này, hoặc là FTS hoặc HCM rồi, đúng không ạ? Đó, tức là chúng ta cũng đang cầm khá nhiều Dabaco ở trong room đấy. Về cơ bản thì em thấy là anh chị trong room khách hàng của em cầm khá nhiều Dabaco đó. Thì đấy cũng là một cái mà em nghĩ là cách để anh chị cơ cấu, ví dụ anh chị nào mà bị kẹp hàng ấy, anh chị cơ cấu để cho nó để chúng ta có thể nhanh về bờ nhất, đúng không? Đó, nếu như mà chúng ta vẫn cầm cổ phiếu như là sale xếp các thứ thì chắc chắn là nó sẽ rất là yếu, nó vẫn cứ loanh quanh 17 18 thôi, đúng không? Trong khi đó ví dụ chúng ta đảo sang FTS đi, đó, nó cũng chúng ta đảo cái thời điểm đấy là nó quanh những vùng này, khi mà nó chưa chia nhá thì nó quanh vùng này, đúng không? Thì bây giờ nó lên được khoảng tầm 15% rồi đấy. HCM tương tự, HCM thì nó mua quanh vùng 27.8, đúng không? 27.8 tức quanh vùng này, chúng ta cũng lên được trên này cũng đâu đó được, có những thời điểm được khoảng 10% rồi đấy. Rồi Dabaco thì nó là một cổ phiếu rất khỏe, ta mua quanh những vùng giá tầm 29.x nhỏ, đúng không? Thì bây giờ nó lên 35 rồi, đâu đó nó cũng được mười mấy 20% rồi, đúng không? Thì chắc chắn là nếu anh chị đảo sang thì khẳng định với chị là anh chị đã về bờ rồi, nếu như mua Dabaco hoặc mua FTS cũng cũng gần như cũng đã về bờ đó. HCM thì em nghĩ là nếu ví dụ bây giờ anh chị vẫn cầm thì nó cũng đâu đó được khoảng gần 10%, đúng không? Thì nó là những cổ phiếu hồi rất là tốt đó. Thì anh chị nào mà cần cơ cấu thì mọi người có thể là inbox cho em anh chị nhá. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, tức là một cái cơ hội để anh chị có thể đánh T cộng với Dabaco, đúng không? Thì anh chị thấy là Dabaco đã có tín hiệu vượt đỉnh ở đây rồi đấy, và nó đang có nhịp đi lên, đúng không? Đây là một cái phiên mà rung lắc khá là mạnh, nhưng mà sau đấy anh chị nhìn cái vol không hề cao nha. Đây là cái phiên mà VN-Index rung lắc với giảm 19 điểm với một cái vol rất là lớn, nhưng mà Dabaco vol nó không hề lớn đó. Rồi nó cũng có được cái vùng nền 2 4 6 7 phiên rồi, đúng không? 7 phiên mặc dù nó chưa phải là quá dài đó, chưa phải quá dài anh chị nha. Đấy, nhưng mà anh chị thấy là có 7 phiên và chúng ta có hai phiên cái vol cực kỳ thấp ở đây. Đây là cái mấu chốt này chị nha, đây là cái mấu chốt, hai phiên cực kỳ thấp ở đây, vol cực kỳ thấp ở đây đó, hai phiên test cung vol cực kỳ thấp. Thì trong những cái phiên tới, phiên ngày mai rồi những phiên tới, khi mà thị trường nó ổn trở lại, thậm chí là nó có những tín hiệu mà test về đỉnh cũ 1285, 1293 rồi đấy, thì đấy sẽ là những cái cơ hội rất là lớn để Dabaco nó sẽ vượt lên đó, sẽ là một cái cơ hội rất lớn để Dabaco nó sẽ có một cái nhịp, ít nhất là một nhịp T cộng cho anh chị đó anh chị nha, ít nhất một nhịp T cộng đó. Anh chị thấy là ở trong khung tuần chúng ta có vùng đỉnh cũ là quanh vùng 38, đúng không ạ? Thì chúng ta đánh từ đây lên vùng trên này thì chúng ta cũng được đâu đó khoảng tầm gần 10%, đúng không ạ? Gần 10% một cái nhịp T cộng em nghĩ là tương đối ổn đấy. Rồi chưa kể trong khung tuần chúng ta còn tận 2 3 tuần nữa cơ, chúng ta vẫn có những cái tín hiệu tích lũy rất là chặt, cơ hội vẫn còn trong tận 3 tuần nữa đấy. Nhưng mà trước mắt thì với cái vị thế hiện tại thì anh chị hãy xác định giúp em là chúng ta đánh T cộng mọi người nha. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa các cái chiến lược đánh nhá đó. Anh chị mua ở những vùng trên này thì chúng ta đều nhìn thấy là nó là một cái vùng rất là cao, đúng không? Một cái vùng rất là cao, nhưng ở đây chúng ta đang kỳ vọng nó tạo một cái nền hai và nó tiếp tục đi lên đó. Thì mọi người phải hiểu được rằng mọi người đang làm gì nhá, cái điều này cực kỳ quan trọng trên thị trường, đúng không ạ? Thứ nhất là xác định rõ cái chiến lược đánh, chiến lược đầu tư của anh chị, đây là một cái chiến lược đầu tư đánh ngắn hạn với một cái tín hiệu bật tăng rất mạnh trước đó, và nó đang có một tín hiệu tạo một cái vùng nền ngắn. Thì chúng ta mua ở đây là chúng ta đang đặt cược cho cái việc là cổ phiếu này nó sẽ đi lên, tiếp tục đi lên và phá đỉnh, đúng không ạ? Thì chúng ta mua ở vùng nền này thì nó cũng là một chiến lược rất là ok đấy. Nhưng mọi người cần phải biết được mọi người đang làm gì và chiến lược mọi người áp dụng với cái cổ phiếu này là gì, đúng không? Thì đây chúng ta áp dụng cái chiến lược đánh ngắn đó, và ở những vùng trên này thì nó cũng là những cái vùng mà có cái sự rủi ro cũng khá cao chứ không phải thấp, đúng không? Khá cao bởi vì là nó cũng đã tăng một nhịp tương đối mạnh rồi. Đó, nếu như chẳng may nó gãy xuống thì hoàn toàn có thể nó quay lại những vùng này, hoặc thậm chí xuống những vùng bên dưới này nó test lại, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta mua ở những vùng này thì anh chị phải xác định giúp em là mình mua ở cái vùng nền này, thì nếu trường hợp xấu mà nó quay lại nó gãy cái vùng đáy của ngày 24 tháng 5 này, tức là quanh vùng 33.7 anh chị nha, 33.7, thì lúc đấy anh chị cần phải thoát giúp em. Mọi người hãy nhớ giúp em cái điều này nhé. Đóng nến mất 33.7 là anh chị cần phải thoát giúp em. Tất nhiên thì đây nó cái xác suất nó đang khá là thấp, bởi vì chúng ta thấy là nó có một cái xu hướng tăng trước đó rất tốt rồi, nó có một cái vùng nền đây, đúng không? Thì rất dễ, rồi cộng thêm hai phiên test cung đây nữa, rất dễ nó sẽ đi lên, nó có một nhịp đi lên những vùng đỉnh cũ nữa đó. Nhưng mà
chúng ta luôn luôn phải có một cái kịch bản đặt ra, đúng không ạ? Kịch bản đi lên thì nó đi đúng kịch bản của chúng ta thì lên vùng 38 chúng ta sẽ chốt đấy, còn kịch bản xấu mà nó đi nó bị gãy cái vùng 33.7 này, tức là nó đang đi ngược lại với cái sự với cái dự báo, những cái chỉ báo của chúng ta và đi ngược lại với kế hoạch của chúng ta, thì chúng ta cần phải có những cái phương án để chúng ta xử lý đó. Mọi người hãy nhớ giúp em một điều như vậy, chúng ta luôn luôn phải tuân thủ cái chiến lược và tuân thủ cái kỷ luật của mình mọi người nhé. Chiến lược với cổ phiếu này là đánh ngắn và mua ở nền hai, thì nếu như nó gãy nền hai tức là nó đang đi ngược lại với cái kế hoạch của chúng ta đó, thì lúc đấy chúng ta sẽ xử lý đó. Tránh cái trường hợp là anh chị xác định đánh ngắn ở đây nhưng nếu nó xuống dưới này anh chị lại quyết anh chị lại chuyển sang là à mình đánh trung hạn, xuống dưới này mình mua trung bình giá, thì nó bị sai với chiến lược, đúng không ạ? Đầu tư như vậy thì rất là khó để chúng ta chiến thắng ở trên thị trường. Cái tiên quyết anh chị cần phải giữ được cái kỷ luật và cái phương pháp đầu tư của anh chị đó anh chị nha. Thì đấy là ở trong khung daily, đúng không? Khung tuần thì em vừa chia sẻ rồi, đỉnh cũ chúng ta 38 cho nên chúng ta sẽ đặt target lên 38 nha. Mất vùng đáy của ngày 24 tháng 5 tức là vùng 33.7 thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta thoát với Dabaco. Đấy, rồi chúng ta xem ở trong khung ngắn hơn một chút thì anh chị thấy là ở trong khung H1 nha, Dabaco đang có những tín hiệu tích lũy rất là đẹp. Đúng không ạ? Đang có những tín hiệu tích lũy rất là đẹp nha. Đấy. Đây, một cái vùng tích lũy ngắn hạn của Dabaco ở đây. Đấy. TK, Kijun đều đang khá là sát nhau. Kể cả những cái nhịp sắp tới nó cũng tương đối sát nhau. Thì chỉ cần nó có những tín hiệu bứt nền này thôi thì nó sẽ có những vùng giá 38 cho anh chị. Đó, vượt vùng 36 này thì nó sẽ có vùng giá 38 cho anh chị. Đấy, anh chị nha. Thì tương đối là ok đúng không? Thì với Dabaco thì em nghĩ là anh chị có thể mua quanh vùng giá hiện tại luôn nha. Mua quanh vùng giá hiện tại luôn. Tức là chúng ta sẽ đặt cược cho cái việc là cổ phiếu này nó đang ở nền nền hai và chúng ta sẽ đặt cược cho cổ phiếu này là nó đi theo hướng lên, đi theo chiều lên, nó vượt được những vùng đỉnh cũ ở đây đó, chúng ta đặt cược vào cái cửa đi lên của cổ phiếu này với những tín hiệu mà chúng ta vừa phân tích anh chị nhá, với những tín hiệu chúng ta vừa phân tích đó là một cái tín hiệu rất là mạnh ở trong H1. Ở khung daily thì hai cái đường này nó hơi xa nhau đúng không, thì cái chính vì vậy cái lực tăng nó yếu, nó không phải quá khỏe cho nên chúng ta mới đặt cái target trước mắt là vùng đỉnh cũ là vùng 38 đó, nhưng chúng ta đều đang đặt cược cho cửa đi lên của Dabaco với những cái phiên test cung rất là tốt với một cái vùng nền đây đó anh chị nhá. Thì đấy là cái chia sẻ của em An về cổ phiếu Dabaco dành cho anh chị, một cái cơ hội đánh T cộng cho Dabaco ở trong phiên giao dịch ngày mai mọi người nha. Mua quanh vùng giá này, đặt cược cho cửa đi lên đó, và mọi người hãy nhớ giúp em một điều cuối cùng mọi người nhá, nhớ tuân thủ cái chiến lược của chúng ta đó anh chị nhá. Rồi anh chị nào đang theo dõi video mà chưa like thì mọi người hãy cố gắng like giúp em An đó, cũng như là anh chị mà muốn đồng hành cùng em An ở bên công ty chứng khoán SSI thì anh chị có thể là kết nối với em An qua số điện thoại trên màn hình mọi người nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các cái video tiếp theo mọi người nha, bye bye cả nhà.